Alo? Alo? Chào tất cả mọi người. Cô Hằng đây. Cô Hằng vừa livestream. Các bạn đã nhìn thấy cô chưa nhỉ? Hello everyone, it's me. Sao cô chưa nhìn thấy các bạn nhỉ? Ủa sao chưa nhìn thấy ta? À sao một tẹo nữa đúng không ạ? Chào tất cả mọi người. Hello, it's me. Can you see me? Các bạn đã nhìn thấy cô chưa? Hôm nay cô Hằng sẽ có một bài live về các lỗi giao tiếp trong tiếng Anh. Các lỗi giao tiếp trong tiếng Anh. Các bạn đã nhìn thấy cô chưa nhỉ? Chắc là đợi khoảng tầm 1-2 phút nữa chúng ta bắt đầu nha. Ok. Vẫn chưa nhìn thấy. Okay, so hello everyone. It's me again, and today I'm going to show you a video related to some kind of the common mistakes in English when we want to speak English. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một bài liên quan đến phần là các lỗi hay gặp để các bạn tránh được ở trong tiếng Anh, đặc biệt là trong English speaking, là cái việc mà các bạn giao tiếp tiếng Anh ạ, thì chúng ta gặp những cái lỗi như thế này, hoặc thậm chí là các bạn trong những kỹ năng khác như kiểu listening hay writing thì các bạn cũng gặp được để các bạn tránh. Và bạn nào mà phải đi thi thì những cái lỗi này là các bạn nên tránh là rất là tốt nhé các bạn ơi. Rồi nếu bây giờ các bạn nhìn thấy cô rồi chúng ta bắt đầu nhá, vì cũng không biết là các bạn có nhìn thấy không, hôm nay không nhìn thấy rõ lắm. Ok, so now we are going to I'm going to show you some of the similarities in English and try to avoid them. Some of the similarities of the words and vocabulary, and we should try to make it clearer when we want to use it in a sentence. Các bạn nhớ là khi hôm nay chúng ta sẽ có một số cái lỗi liên quan đến phần là chúng ta thấy nó na ná nhau, nhưng mà thực tế nó khác nhau đấy ạ. Nên là các bạn khi mà dùng trong câu các bạn phải thật cẩn thận nhé. Chúng ta có một số cái gọi là common mistakes. Common mistakes mà nghĩa là các lỗi thông dụng đúng không ạ? In English. Nhớ là khi học với cô xong các bạn cố gắng là comment xuống dưới để chúng ta biết là cách mà chúng ta nghe này, xong sau đó chúng ta viết lại một từ, các bạn sẽ xem là phần dictation gọi là writing của mình đã tốt chưa. Vì có rất nhiều người học sinh của cô Hằng ạ, khi mà các bạn học xong ấy thì các bạn toàn thấy mình toàn thấy các bạn viết mà các bạn lười là thấy toàn sai chính tả, sai luôn đấy chứ ạ. Từ đầu tiên các bạn nhớ nhá, từ này được gọi là cite. Cite, động từ này thông thường gọi là trích dẫn, trích dẫn, trích dẫn đúng không ạ? Ví dụ như là she is ill all the time in her life. Được chưa? Đấy, ví dụ như thế. Đấy. She is ill all the time in her life, he cited from the message. Đấy, kiểu như thế này. Thì câu này dịch là gì hả các bạn? Đây là một câu ví dụ điển hình thôi. Động từ cite. Cite viết là C-I-T-E. Chứ không là S-I-T-E đâu đúng không ạ? Nghe nó giống giống nhau nhưng đáng nghĩa nó khác nhau đấy các bạn ạ. Cite. Được chưa? Các bạn nhìn thấy câu chưa đúng không ạ? Nào, câu của cô đầu tiên như sau nhé. She is ill all the time in her life. She is ill all the time in her life. He cited from the message. He cited from the message. Câu này hiểu được gì ạ? Anh ta trích dẫn từ cái tin nhắn nào đấy, nói rằng cô ta luôn luôn ốm trong toàn bộ cuộc đời của ấy, tức là cô ấy rất mất rất nhiều thời gian để ốm ấy, được chưa? Rồi, các bạn nhìn thấy cô chưa? Rồi nha, tiếp tục nhá. Bạn nào mà nhìn rồi thì cùng học với cô nào. When we want to say something, we can say cite. Chúng ta nói cái gì đấy, chúng ta có thể sử dụng động từ cite, trích dẫn cái điều gì đấy, đúng không ạ? She is ill all the time in her life, he cited. Đấy chưa? Đây là động từ đầu tiên nhá. Cite. Cite. Đấy chưa mọi người? Nào tiếp tục ạ. Chúng ta sẽ có động từ tiếp theo này là cite. Thì cái từ này các bạn nghe rất là nhiều rồi ạ. Kể cả là cái từ website của chúng ta đấy ạ. Nó là danh từ, đây là địa điểm đây. Và chúng ta thấy có một cái từ mà nó suy ra từ này chính là cái từ website, là địa điểm trên mạng đấy đúng không ạ? Trang web.
cái địa điểm trên mạng ảo của chúng ta đấy ạ. Vậy hai từ này nhìn thì khác nhau nhưng khi đọc thì lại hoàn toàn giống nhau các bạn nhé. Âm của nó giống hệt nhau luôn. Đọc từ đầu tiên là sight và từ thứ hai đều là sight. So they are different because the first word is a verb and the second word is a noun. Cái từ đầu tiên chúng ta đọc là sight, nó là động từ, trích dẫn. Còn từ thứ hai đọc là sight là địa điểm, đúng không ạ? Bây giờ a drop by a sight. Drop by this sight chẳng hạn. Là hãy ghé địa điểm này. Hãy ghé địa điểm này. Còn cái từ website thì các bạn đã thấy quá quen thuộc với chúng ta rồi đúng không ạ? Các bạn dùng internet hàng ngày, chúng ta truy cập vào website khác nhau. Tức là địa điểm trên trang web khác nhau. Được chưa? Nào cùng comment lại cho cô hai từ nha. Từ đầu tiên là site và từ thứ hai là site. Đó. Nó giống nhau đúng không ạ? Tiếp tục nào. Từ thứ ba, từ này có phần âm khá là giống luôn. Cái này cũng gọi là âm giống luôn ấy, không phải là khá là giống, giống luôn. Từ này là từ site. Site thì cái này là danh từ mang nghĩa là tầm mắt. Liên quan đến nhìn đúng không ạ? Quang cảnh. Quang cảnh các bạn hay thấy là she goes sightseeing every weekend chẳng hạn. Every weekend là cô ấy đi ngắm cảnh. Cô ấy đi ngắm cảnh vào mỗi cuối tuần. Cô ấy đi ngắm cảnh vào mỗi cuối tuần. Vậy chúng ta sẽ có từ tiếp theo được gọi là từ sight. Sight, hai ba từ nhé. Đều là sign này. The first word is a verb, the second word is a noun, and the second word and the third word is a noun also. Từ này cũng mang nghĩa là danh từ, nhưng nó mang nghĩa là sight, S-I-G-H-T, được chưa? Các bạn cùng đọc với cô nhé. Sight and sight. And I have an example for you. She goes sightseeing every weekend. She goes sightseeing every weekend. Động từ sightseeing mang nghĩa là chúng ta đi ngắm cảnh, được chưa? Rồi, tiếp tục nha. Phần tiếp theo nào, comment xong chưa ạ? Mọi người cố gắng comment xuống đi nhá, để các bạn không nhầm. Site khác này, site khác và site khác, ba từ. Hiểu được chưa nào? Nếu các bạn thấy cô dạy nhanh hoặc là các bạn thấy cô dạy chậm thì các bạn cứ nói để cô có thể điều chỉnh luôn nhé. Nào, từ tiếp theo nào, chúng ta có từ thứ hai, đó là từ principle. Principle, principle, cái này nó chính là từ hiệu trưởng đây. Thầy hiệu trưởng ý, cô hiệu trưởng nó sử dụng từ principal. Principal. Principal là hiệu trưởng. Thì nó sẽ khác với cái từ đó, từ principal này. Principal nó chỉ khác nhau mỗi cách viết thôi ạ. Cái này mang nghĩa là nguyên tắc. Bằng với từ rules. Gần giống từ rules. Rules. Được chưa ạ? Principal and principal. Hai từ này đều giống nhau về phần phát âm nhưng khác nhau về nghĩa và cách viết. Từ đầu tiên là người, danh từ. Và từ thứ hai là danh từ nhưng lại chỉ về nguyên tắc. Tức là những cái mà chúng ta đưa ra rules đúng không? Regulations đấy ạ. Rules hoặc là regulations. Các bạn có thể xem những từ này để mở rộng cái phần vocabulary range của mình nhé. Phần vocab range này rất là quan trọng với các bạn. Trường từ mà ai rộng thì người sẽ thắng mà. Thế nên là ai mà học thì các bạn cố gắng comment từ này xuống. Nếu như chúng ta chưa biết cách viết hoặc viết rồi thì comment xuống để chúng ta không quên được cách viết của nó hoặc viết sai chính tả. Nào cùng đọc với cô từ đầu tiên nhé. Principle. Principle. Principle, được chưa? Bật mạnh chữ P ở đít chứ không phải là P, mà đọc là P. Principle, principle, ok? And the second word is principle, principle, principle. Vậy đặc điểm của hai cái từ này nó chỉ khác nhau cái ba cái chữ ở cuối thôi, hai cái chữ ở cuối thôi là AL and LE. Vậy các bạn xem mà nếu như khi chúng ta viết thì các bạn cẩn thận nha. Ví dụ như hôm nay tôi gặp hiệu trưởng thì không thể nói là tôi gặp nguyên tắc được, đúng không ạ? Rồi ạ, vậy chúng ta đọc lại với cô lần cuối này. The first word is principle and the second word is principle. Xong chưa? Được chưa mọi người ơi? Rồi, đúng rồi đấy ạ. Cô thấy các bạn rất chịu khó comment. Ok. Nào, chịu khó comment đi nha. Và các bạn cần hỏi gì các bạn cứ comment xuống dưới để cô có thể trả lời cho các bạn nhé. Thì cô vẫn đang check tin nhắn, check comment bằng điện thoại mà. Rồi, từ tiếp theo nào? Chúng ta sẽ có từ tiếp theo. Đó là từ angel. Từ này đây, cái này chính là thiên thần. Nhưng từ này đọc nó hơi lạ một tí, chúng ta không đọc là angel đâu ạ. Các bạn hay đọc là angel đúng không ạ? Nhưng thiên thần thì chúng ta đọc là âm A. Âm A đầu tiên đọc là A nhá. Âm A dẹp miệng ra này. Angel. 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 Angel đúng không ạ? Ví dụ she acts like a real angel in my eyes. She acts like a real angel in my life, in my eyes, xin lỗi.
Life là không đúng. She acts like a real angel in my eyes. Câu này dịch là gì đấy? She acts like a real angel in my eyes. Nào mời các bạn đang xem phần live này, các bạn dịch giúp cô nào. She acts like a real angel in my eyes. She acts like a real angel. Nghe cô đọc nha, không đọc là angel đúng không ạ? Đọc là angel. N âm A nha. She acts like a real angel in my life. Được chưa? Angel. Không đọc là angel. Angel nha, không đọc là angel nha. Được chưa mọi người ơi? Now, so the first word is angel. She acts like a real angel in my eyes. She acts like a real angel in my eyes. Là cô ấy. Là gì nào? Cô đang đợi một số bạn comment rồi. Comment đi ạ. Angel, ok. G-A-N-G-E-L. A-N-G-E-L, angel. Được chưa? Ok, cô ta diễn giống như một thiên thần thực sự trong mắt tôi. Loan Đinh ơi, nếu mà nói là diễn lại thì cũng được, nhưng mà thực tế act mà nghĩa là hành động thôi. Act, hành động, đúng chưa? Hành động như một thiên thần. Đúng rồi, thiên thần thực sự, đúng không ạ? Nếu mà mình dùng là diễn thì cũng được, nhưng trong trường hợp này mình dùng là hành động cho nó mềm mại nhá. Ok, hành động như một thiên thần, đúng chưa? Act, act, hành động, đúng chưa? Rồi nó kiểu giống cái từ action mà các bạn hay nói đó. Đó động từ của nó chính là động từ act, đúng không ạ? Diễn cũng được, nhưng mà dịch là hành động giống như một thiên thần thực sự trong mắt của tôi, đúng không ạ? Tức là mình rất là thần tượng cô ấy, rất là yêu cô này. Có thể là một chàng trai dành cái câu nói này cho cô gái mà mình yêu. Và từ này sẽ khác với từ angle như thế này ạ. Angle. Từ này đọc là angle các bạn nhá. Từ này là angle. Cái này chắc là highlight lên để nhìn rõ nhỉ. Thiên thần nó khác với từ angle. Vậy cái từ này nó chỉ có hai cái đuôi khác nhau thôi các bạn nhá. Từ đầu tiên là chữ L và thứ hai là LE, tức là EL and LE, nó khác nhau ở cái vụ đấy thôi, đúng không ạ? Vậy từ đầu tiên đọc là angel, nhưng từ hai nếu đổi đọc là angle. Angle, từ này có nghĩa là góc trong hình học ấy ạ. Góc trong toán hình học. Được chưa ạ? Vậy chúng ta đọc là angle. The first word is angel and the second word is angle, khác nhau đúng không ạ? Ví dụ như là at this angle, look from this angle chẳng hạn. Looking from this angle. Looking from this angle, she is so ugly. Dịch câu này thế nào? Looking from this angle, she is so ugly. Câu này dịch như thế nào đấy ạ? Looking from this angle, she is so ugly. Nào mời các bạn dịch cho cô xem. Angle là góc trong hình học. Angle in angel khác nhau nhá. Xong chưa? Dịch nhanh cho cô nào, phần này khá là dễ này, các bạn hoàn toàn có thể dịch được nhanh đúng không ạ? The first word, từ đầu tiên đó là angel, and từ thứ hai the second word is angle. Rõ ràng viết là rất là gần nhau đúng không ạ? Rất dễ nhầm nên các bạn cẩn thận. Câu đầu tiên của cô là she acts like a real angel in my eyes. She acts like a real angel in my eyes. Được chưa? Rồi. Câu hai là looking from this angle, she is so ugly. Looking from this angle, she is so ugly. Vậy từ đầu tiên đọc là angel, thứ hai là angle. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã comment nha. Câu này dịch như sau. Câu này mang nghĩa là nhìn từ góc này thì cô ấy xấu tệ, đúng không ạ? Nhìn từ góc này thì cô ấy thật xấu, xấu tệ. Ok, nào từ tiếp theo nha. Từ tiếp theo nào chúng ta xong trong cái phần này các bạn tránh một số lỗi nữa này. Đó là từ desert. Từ này cho âm rơi vào thứ nhất ạ. Desert. Desert. Đấy chưa? Cái này là danh từ, mang nghĩa là sa mạc. Đó, kiểu Sahara chúng ta dùng là desert. Sahara, đúng không ạ? Sahara, desert. Từ này là desert, được chưa? Desert. Desert là sa mạc. Được chưa? Từ tiếp theo nào chúng ta sẽ có từ trọng âm rơi thứ hai. Cái này để cô đánh trọng âm đấy nhá. Desert và từ này là trọng âm rơi thứ hai này. Từ này là danh từ nhưng lại đọc là dessert, là món tráng miệng. Món tráng miệng.
món tráng miệng. Desert là sa mạc và món tráng miệng là dessert. Desert and dessert. Desert and dessert. Được chưa? Rồi, câu này hiểu là sa mạc. Từ ở dưới là món tráng miệng. Nhưng có một từ nữa rất giống từ này. Từ này khi mà chúng ta đọc thì chúng ta lại đọc là từ này là dessert. Dessert. Trọng âm thứ hai. Lúc này không còn là danh từ nữa mà nó là verb. A verb. Cái này mang nghĩa là bỏ mặc. Bỏ mặc cái gì đấy. Hoặc đào ngũ. Cũng dùng từ này. Đào ngũ. Đào ngũ. Đấy chứ ạ. Vậy từ này lúc này thành động từ. Các bạn thấy hai từ này quen không ạ? Từ đầu tiên là desert, sa mạc, hoặc là dessert, bỏ mặc, động từ. Nhân nữa là dessert, món tráng miệng, thì lúc này đã danh từ và hai chữ S gì. Rồi, nào, lấy cho cô một ví dụ về phần này nhá. Lấy một ví dụ với một trong ba từ trên. Nào, cùng tương tác với cô luôn nhá. Comment giúp cô nào, lấy một ví dụ với một trong ba từ trên ạ. Cô đọc lại này, cô phân tích luôn các bạn luôn nhá. Từ đầu tiên nhá. Khi chúng ta đọc là sa mạc thì chúng ta sẽ dùng là danh từ, và danh từ này trọng âm thứ nhất ạ. Desert. Desert âm là âm E. Desert. Đế. E. Từ thứ hai, từ này đọc là dessert, trọng âm thứ hai. Dessert, trọng âm thứ hai. Vì lý do từ này là món tráng miệng mà nó có hai chữ S gì. Còn nếu vẫn viết là desert nhưng đọc lại là dessert. Dessert, trọng âm thứ hai ạ. Lúc này chữ đầu E đọc là D thôi ạ. Thì nó mang nghĩa động từ bỏ mặc hoặc đào ngũ. Vậy yêu cầu các bạn lấy cho cô một ví dụ với một trong ba từ trên là please take an example from one of three words here. Các bạn cố gắng đọc cho cô, lấy cho cô một ví dụ gõ ra nha. Với một trong ba từ trên thì cô có thể sửa cho các bạn luôn ạ. Phần này khá là dễ đúng không ạ? Từ đầu tiên là desert, từ thứ hai là dessert, từ thứ ba là dessert đúng không ạ? Hai từ sau ạ, hai từ mà cô đánh bôi xanh này, bôi màu xanh này ạ. Các bạn sẽ bôi màu vàng này sẽ nhận ra là cách đọc giống nhau. Dessert, dessert, từ trên là desert, desert, đấy chưa? Đào ngũ cho mày đào ngũ nha, đào ngũ. Rồi, đang mong ngóng xem các bạn đọc như thế nào. Các bạn vừa hỏi cô là có lớp online không? Cô có lớp online các bạn ơi, cô Hằng đang có các lớp online mà dành cho các bạn học tiếng Anh với cái mục đích như là để giao tiếp hoặc là để nâng cao trong công việc hay kiếm nhiều tiền hơn. Bạn nào mà cần tư vấn các bạn có thể inbox cho cô nha. Chưa? Ok, so now please take an example. Các bạn viết đi ạ, để cô check nha. Rồi, the best desserts today is muffin. Ok, Trang có nói là the best desserts today. Cái này không có chữ S gì sau chữ today nữa em ạ. Cái từ này là the best desserts today, bình thường thôi, dessert today, không có chữ S gì đằng sau đâu. The best desserts today hoặc the best today's dessert thì được. Tức là em sử dụng sở hữu cách của từ today cơ, nhưng mà sử hữu cách của từ dessert đâu em ạ. The best dessert today is muffin. Đúng rồi. He desserts because he feels hard. Câu này mang nghĩa là anh ta đào ngũ à? Ok. Anh ta đào ngũ vì anh ta thấy khó. Đồng ý. I can't go to Sahara desert. Desert, ok. I can't go to Sahara desert. Tôi không thể đi đến sa mạc Sahara. I will order. Từ này của Nguyễn Thúy Anh viết sai chính tả này. Đó, cẩn thận nha. Từ này muốn nói là tôi sẽ order, tức là tôi gọi đồ ăn tráng miệng sau, thì mình sử dụng là I will order dessert later. Và từ dessert này có hai chữ S gì nha. Nguyễn Mai, I don't like this dessert. Ok, đúng rồi đấy. Tôi không thích cái món tráng miệng này. Thanh Tâm, there is only one time per year raining on this desert. Chính xác. Only one time per year raining on this desert. Khi đây từ này của ba Bùi, em phải sử dụng một động từ chia ở quá khứ. Tức là em muốn nói là anh ta để bỏ mặc tôi tại hoang mạc Sahara đúng không? Thì em phải sử dụng là he deserted me at Sahara Desert. He deserted, thêm đuôi ed vào để thể hiện đây là câu gì ạ? Câu này là câu đã ở quá khứ rồi chứ không ai dùng hiện tại đơn để mô tả điều hiển nhiên được đúng không ạ? Vậy câu này là he deserted. Đúng không ạ? He deserted me at Sahara Desert. Thêm chữ ED nha. Trang, rồi, ok. Xong nha, rồi, tiếp tục nào. Giờ cô sẽ có tiếp tục một số từ nữa này. Bạn nào mà comment sau thì thôi nha.
một số từ nữa, ví dụ như là từ này, later and latter. Hai từ này thấy quen quen không ạ? Nếu mà ai mà hay gặp những từ này trong khi viết, các bạn thật cẩn thận nếu các bạn dùng nhầm. Từ đầu tiên là từ later, là sau đó. See you later. See you later. Câu này đơn giản và rất quen thuộc với bạn rồi ạ. Hope to see you later mà nghĩa là gặp bạn sau nhé. Sau nhé, sau đó, được chưa? Còn từ latter là cái thứ hai, hoặc cái đằng sau được nhắc tới. Được chưa? Cái thứ hai, cái đằng sau được nhắc tới. Được chưa? Cô ví dụ nhé. Chắc là ví dụ để các bạn sẽ hiểu. Nhưng nói qua thì chắc các bạn hiểu này. The first word, see you later, very easy, đúng không ạ? See you later. So she said that she will meet me later, đúng không ạ? She said that she would meet me later. Tức là cô ấy nói rằng là cô ấy sẽ gặp tôi sau nhé. Đó. Còn the latter thì như sau này. Ví dụ như là he has a car and a house. The latter is more expensive. Câu này dịch là gì ạ? The latter đây là cái gì? Nào, cô có ví dụ như sau. He has a car and a house. The latter is more expensive. Câu này dịch là gì đây? Mời các bạn nào. He has a car and a house. The latter is more expensive. Cô đọc là latter, nhớ nhá. Từ này đọc là latter, tức là cái âm này là âm A. Dẹp miệng ra này. Latter hoặc latter đều được. Anh Mỹ thì chúng ta đọc là latter. Còn anh đọc là latter. Ok? Remember, in English, we have two kinds of pronunciation. Trong tiếng Anh đặc biệt với chữ T, chúng ta có hai cách đọc. Một đọc là latter, theo anh. Hoặc là latter, theo anh Mỹ, đều được nhé. Now, he has a car and a house. The latter is more expensive. He has a car and a house. The latter is more expensive. Nào, câu này dịch là gì đây? Mời các bạn dịch nào. Các bạn đang check comment nhé. Ai cần gì cứ hỏi. Các bạn cần hỏi tư vấn về lớp học, các bạn inbox cho mình ạ. Chứ các bạn đừng có comment, các bạn đừng comment vì cô sẽ thấy trôi comment thì cô không kịp trả lời ạ. Bích Thảo Lê dịch: anh ấy có một xe hơi và một ngôi nhà, cái sau đó thì đắt hơn. Dịch tối nghĩa thế em, dịch thế nào cho hoàn hảo hơn tí nào. Nếu các bạn dịch là cái sau đó mà nghe nó chậm chậm như thế này thì nghe rất là ngộ nghĩnh đấy ạ. Không dịch là như vậy, dịch thế nào nó mềm mại theo văn phong tiếng Việt để chúng ta cùng hiểu được, đúng không ạ? Người ta gọi là better understanding đấy. Các bạn cố gắng là dịch thế nào cho nó hay hơn. Rồi, một bạn dịch như sau này: anh ta có một cái ô tô và một căn nhà, và căn nhà thì đắt hơn. Chính xác, đúng rồi đấy. Anh ta có một ô tô và một căn nhà, và căn nhà thì đắt hơn. Đắt hơn cái gì? Đắt hơn cái house, à đắt hơn cái car. Đắt hơn cái ô tô của chúng ta, đúng không ạ? Vậy chúng ta dịch như đấy là cái căn nhà thì đắt hơn, nhưng mà anh nói là cái đằng sau thì đắt hơn. Rồi, cái sau đó không dịch như vậy nhá. Dịch là cái ngôi nhà ấy, ngôi nhà thì đắt hơn. Đọc lại nhá. Anh ta có ngôi nhà và một cái, anh ta có một cái xe, một ngôi nhà, và ngôi nhà thì đắt hơn, được chưa ạ? Rồi, tiếp tục ạ. Phần tiếp theo ạ, chúng ta sẽ có từ đó là từ formerly. Formerly là trước đây. Nó bằng với từ previously. Previously, trước đây. Hai từ này khá giống nhau. Và các bạn nhớ là khi chúng ta nói mà chúng ta đế được những câu này vào thì rất là hay nha. Mọi người có thể tham khảo những câu như thế này nha. Formerly, formerly, formerly bằng nghĩa với từ previously. There are two synonyms. Hai từ này là từ đồng nghĩa với nhau. Nhưng nếu mà chúng ta sử dụng là formally thì cái từ này lúc này nó sẽ hiểu là một cách trịnh trọng, một cách trịnh trọng, một chính thức, một cách trịnh trọng và chính thức, một cách chính thức, được chưa? Formally một cách trịnh trọng, một cách chính thức, dùng một từ này đều được, nó có hai nghĩa. Vậy chúng ta đọc cho cô nhé. Từ đầu tiên là formally và thứ hai cũng là formally luôn, đúng không ạ? Từ này đọc nhé: formally, 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 formally. Còn từ thứ hai này các bạn sẽ không đọc là m nữa mà đọc luôn là formally. Thì hai từ này như nghe qua nó giống hệt nhau luôn đấy các bạn ạ. Về phần pronunciation không có sự khác biệt quá nhiều đâu ạ. Vậy các bạn đọc cho cô nhé: formally and formally. Và từ đầu tiên nếu viết là former thì chúng ta sẽ thấy bằng với từ previously, bằng với từ previously, được chưa? Còn formally thì bằng với cái từ officially. Đấy. Officially, được chưa? Phân biệt được chưa nào? Formally, formally, formally và officially bằng. Và một số từ nữa như là các bạn đọc là
Officially chứ không đọc là officially. Đọc là officially, officially, officially. Đọc lại một lần nữa nhé. Formally bằng với từ previously. Và formally ở dưới thì bằng với từ officially. Đấy chưa? Nào, cùng đọc cho cô một ví dụ. Đặt một ví dụ với một trong bốn từ trên nào. Khi mà học xong một từ với cố gắng comment xuống nha. Ví dụ formally thì comment là formally xuống này, formally xuống này, để khi mà chúng ta viết một lần, viết là một lần não chúng ta ghi nhớ ạ. Các bạn đừng có lười nha. Viết xuống cho cô đi ạ. Nhiều người thấy comment là lần thứ 3, thứ 4 vẫn sai chính tả tùm lum lên đây này. Comment này cô có thể tương tác với các bạn luôn nha. Rồi ok. Linh nấu. Rồi. Nào thử đặt cho cô một câu ví dụ về một trong bốn từ trên xem nào. Cô có từ đầu tiên là từ formally, previously, từ thứ ba là formally and officially. Bốn từ. Một cái là trước đây, một cái là trịnh trọng. Các bạn biết rồi, phó từ thì thông thường sẽ đứng ở đầu câu, đúng không ạ? Có thể đứng đầu câu hoặc là đi kèm với lại động từ. Vậy thử đặt một câu xem như thế nào. Nếu sai thì cô sửa không sao cả. Một bạn nói như sau, formerly I was a student. Đúng rồi, ví dụ như là formerly I was a student at Hanoi University of Science and Technology. Là trước đây thì tôi đã là một sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đúng không ạ? Formerly I was a student. Ví dụ nhé, cùng ví dụ của một bạn thôi. Formerly I was a student at Hanoi University of Science and Technology. Đó. Formerly, I was a student at Hanoi University of Science and Technology. Yeah. Formerly, I was a student at Hanoi University of Science and Technology. Now, tiếp tục ạ. Nếu không sử dụng từ formerly ở đây ạ, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng từ previously, đúng không ạ? Previously, I was a guy chẳng hạn. Trước đây tôi đã từng là một thằng gay. Ví dụ như thế, đúng không ạ? Bây giờ thì tôi gay hơn. Nào, ví dụ một bạn này, ví dụ như sau, this method has not been formally admitted. Rồi, một bạn nói là formally admitted là được. Formally admitted là được chấp nhận một cách chính thức. Chấp nhận một cách chính thức. Được chưa? Ok chưa? Hoặc là formally announced. Ví dụ như vậy, các bạn sử dụng với động từ là thông báo một cách chính thức. Cô ví dụ nhé. This news is not formally announced. Hoặc this rumor chẳng hạn. This rumor. Động từ, danh từ rumor. This rumor is not formally announced. Được chưa? Là cái tên rumor. Ai chưa biết từ rumor là gì, các bạn ấy có thể nốt lại cho cô nha. Đây là tin đồn ạ. Cái tin đồn này chưa được thông báo một cách chính thức. Tin đồn này chưa được thông báo một cách chính thức bởi vì nó là tin đồn nên nó chưa được chính thức. Được chưa? This rumor is not formally announced. This rumor is not formally announced. Được chưa? Rồi đây cũng có hai câu nha. Đầu tiên là dùng từ formally admitted là chấp nhận một cách chính thức, còn formally announced là thông báo một cách chính thức, với câu ở dưới của cô là this rumor is not formally announced. Previously, mail you sent to me has mistake. Ba Bùi viết sai câu này rồi, em đang tra bằng Google rồi cả em ơi. Sai nhá. Hương Nguyễn này, formerly I usually went to school by bicycle, đồng ý nhá. Mỗi tự từ school của em sai chính tả, có hai chữ O và một chữ L thôi em ơi. Trang Nguyễn. Rồi ok. Formerly announced. Còn nếu như bây giờ các bạn muốn nói là gì ạ? Cái khoản thanh toán của bên bạn đã được công ty tôi chính à, thử dịch tí nhá. Khoản thanh toán của bên bạn. Khoản thanh toán của bạn đã được công ty tôi chính thức xác nhận hôm nay. Nào, và hôm nay, nào mời các bạn dịch câu này xem nào. Tăng độ khó lên một chút nhé. Khoản thanh toán của bạn đã được công ty tôi chính thức xác nhận vào hôm nay. Khoản thanh toán của bạn đã được công ty tôi chính thức xác nhận vào hôm nay. Nào mời các bạn ạ. Câu này khá là dễ, chúng ta có từ chính thức rồi đúng không ạ? Là formally hoặc là officially.
Formally hoặc là officially đều được nha. Formally bằng với là officially. Được chưa? Xác nhận là gì? Động từ xác nhận là gì? Đây, comment giúp cô xem nó xác nhận là gì. London nói university. Ở university, đây là cô có miss typo thôi ạ. Đúng rồi, biết sai chỗ nào thì bảo cô nhé. University, khi nào cô type nhanh quá thì từ này nó đi trước từ kia. Now, formally and officially, xong chưa mọi người ơi? Ví dụ ở London vừa có một ví dụ như sau nhé. We've already begun to find previously unknown signs. Ok, rất là hay ạ. We've already begun to find previously unknown signs. Nào bây giờ các bạn thử một câu, đó là từ khoản thanh toán của bạn đã được công ty tôi chính thức xác nhận vào ngày hôm nay. Nhớ là dịch cho đủ nhá, vì cô Hằng có cả cụm từ là bởi công ty tôi. Đã được công ty tôi, được công ty tôi xác nhận đúng không ạ? Thì các bạn sẽ xem là chúng ta xem xử lý cái chỗ này như thế nào. Đây là một câu passive voice, một câu bị động, thì các bạn xử lý cho cả bốn thành phần thôi, là ba thành phần SVO. Khoản thanh toán của bạn đã được công ty tôi chính thức xác nhận vào hôm nay. À, một bạn nói như sau. Your payment was formally confirmed today. Ờ, chưa đủ. Thông thường mà vừa mới vào hôm nay các bạn có thể sử dụng thì đó, thì hiện tại hoàn thành thì sẽ hay hơn là quá khứ đơn. Hôm nay mà. Đúng không ạ? Rồi, còn ai nữa không nào? Nhanh hơn một chút xem nào các bạn ơi. Đạt nói câu đó là He officially becomes a player of this big club. Rồi, bạn sử dụng một từ là officially becomes a player. Dùng officially hoặc là formally đều ok đúng không ạ? Rất hay. Now, your payment has been formally confirmed by my company today. Rất hay, đúng rồi em ơi, Bích Thảo làm đúng nhá. Hằng này, your payment has been officially confirmed by our company today. Your paycheck has been officially confirmed by my company today. Đúng rồi, khoản thanh toán sử dụng từ payment và paycheck đều ok nhá. Payment, your payment or paycheck đều có thể sử dụng được ạ. Nghĩa na ná nhau. Your payment or paycheck has been officially confirmed by my company today. Đó, cô Hằng sử dụng ở đây đó là một từ, đó từ payment hoặc là paycheck, và sử dụng has been. Ở đây sử dụng hiện tại hoàn thành để thể hiện việc này vừa xảy ra thôi. Còn was thì cũng được, nhưng mà nghe nó đã xảy ra nó hơi cũ rồi. Và hôm nay mà nó vừa mới xảy ra nó còn nóng ấy. Và sử dụng hiện tại hoàn thành hay hơn ạ. Đấy nhỉ? Còn các bạn dùng was cũng được không sai, nhưng mà nghe nó không được thích cho lắm. Rồi, cảm ơn các bạn đã comment nhá. Nào, vậy bây giờ chúng ta đọc lại với câu đấy nhá. Your payment has been officially confirmed by my company today. Được chưa? Nếu không sử dụng từ officially, sử dụng từ formally confirmed. Formally confirmed by my company today. Your payment was, hoặc là your payment has been formally confirmed by my company today. Rồi ạ. Tiếp tục nào, một số từ nữa nha. Một số từ khác nào. Đó là chúng ta có động từ affect. Affect, đây là động từ ảnh hưởng hoặc tác động. Chúng ta rất hay sử dụng một số từ như là badly affected. Badly affected là bị ảnh hưởng xấu. Ví dụ nhé, the children are badly affected. Badly affected by vulgar speeches. The children are badly affected by vulgar speeches. Những câu nói ạ. The children are badly affected by vulgar speeches. The children are badly affected by
vulgar speeches. Cụm từ vulgar mang nghĩa là những câu nói mà nghe nó xấu xa, nói bậy, nói xấu ấy, thì chúng ta sử dụng từ vulgar, hoặc những câu nói mà nó không có ý nghĩa nhiều ấy ạ. Được chưa ạ? Sử dụng cụm từ là từ vulgar để hiểu là thiếu tế nhị. Các bạn nhớ cho cô là như vậy ạ. Vulgar, ai chưa biết từ này thì lại nốt lại giúp cô nhá. Đấy, mỗi lần học với cô Hằng là bao nhiêu từ mới đúng không ạ? Thiếu tế nhị, thô tục, tục tĩu. Sử dụng từ là từ vulgar. Vulgar. Vậy cụm từ vulgar speeches, vulgar speeches là những lời nói tục. Lời nói tục. Lời nói tục. Ok chưa ạ? Được chưa mọi người ơi? Rồi, tiếp tục nhá. Vậy cả câu sẽ như thế nào đây ạ? Dịch như thế nào? The children are badly affected by vulgar speeches. By vulgar speeches là những đứa trẻ thì thường sẽ bị ảnh hưởng rất là xấu bởi những lời nói thô tục. Thiếu tế nhị hoặc thô tục ạ. Ok nhá, đọc lại một lần cuối này. The children are badly affected by vulgar speeches. Vulgar speeches. Được chưa ạ? Rồi nha, đọc lại lần cuối, badly affected. Nào, nếu chứ không dùng affect, chúng ta có sử dụng một động, một từ nữa hay dễ nhầm với từ affect, đó chính là từ effect. Thì từ này lại là effect danh từ. Effect. Từ này nghĩa là gì ta? Các bạn dịch được ngay đúng không ạ? Từ này mang nghĩa là kết quả hoặc ảnh hưởng hoặc hiệu quả. Hiệu quả, ảnh hưởng. Nhưng thông thường bạn nó sẽ mang nghĩa positive hơn. Tức là mang nghĩa nó khá là tích cực. Được chưa? Còn nếu không phải tiêu cực các bạn sử dụng từ bad effect cũng được. Được chưa? Rồi nha. Nào, thông thường thì như thế, còn nếu các bạn dùng bad thì bạn ok nhá. Vậy chúng ta sẽ có một số ví dụ như này nè. Từ effect này trọng âm sẽ vào thứ nhất à thứ hai nha, effect. 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 Được chưa? Còn nếu các bạn sử dụng từ affect cũng là affect. Quên vừa chưa đánh trọng âm cho các bạn ạ. Đọc lại với cô nhé, từ đầu tiên là affect và thứ hai là effect. Affect or effect. Ví dụ nhé. His innovation brings good effect. Được chưa? Tức là cái innovation là gì hả các bạn nhỉ? His innovation brings good effect. His innovation brings good effect. Từ này mang nghĩa là cái cải tiến. Innovation là cái sáng tạo của anh ấy thì đã đem đến cái kết quả rất là tốt. Good effect. Đem đến kết quả tốt. His innovation brings good effect. Vậy từ affect mang nghĩa là ảnh hưởng. Ảnh hưởng cái gì đấy là động từ. Còn từ effect là danh từ. Được chưa ạ? Đây là kết quả của chúng ta sử dụng cái cụm danh từ. A noun phrase là good effect. Được chưa? Xong chưa mọi người ơi? Nào, một số nhầm lẫn nữa mà các bạn hay nhớ này. Thông thường là từ raise là tăng. Và cái này là ngoại động từ. Có tân ngữ đi theo sau. Được chưa? Còn từ tiếp theo là từ rise cũng là tăng. Nhưng cái này lại là nội động từ, hay còn gọi là intransitive verb. Một cái là transitive verb, một cái là intransitive verb. Ngoại động từ là những từ có thể có tân ngữ đi theo, còn nội động từ là những từ không có tân ngữ đi theo ạ. Không có tân ngữ đi theo. Ủa, ví dụ nhé, mình đang cần tăng lương đúng không ạ? Bảo sếp là sếp ơi, hãy tăng lương cho em ạ. Please raise my salary. Vậy các bạn để ý cho cô sau từ raise này ạ. Chúng ta có, đây để cô nốt lại. Nào, từ đầu tiên là từ raise là ngoại động từ, có tân ngữ đi kèm. Còn rise là nội động từ, đều mang nghĩa là tăng nhưng không có tân ngữ đi kèm. Nếu chúng ta nói please raise my salary, nếu đứa nào mà đang ở trong lớp đúng không ạ, ai nói chuyện thì giơ tay lên là please raise your hand đúng không ạ, raise your hand đó, hands in the air này, ví dụ như vậy đúng không ạ, raise your hand. Vậy những từ này đều mang nghĩa là giơ tay lên này hoặc là tăng lương lên, thì cái từ raise các bạn nhớ cho cô là ngoại động từ có tân ngữ đi kèm. Nhưng từ rise thì lại khác nha các bạn nhé. Từ rise thông thường nói là rise là kết thúc luôn và chúng ta sẽ không có tân ngữ đi kèm từ đấy. Ví dụ mặt trời mọc đúng không ạ, the sun rises
In the east. Vậy các bạn để ý này, the sun là chủ ngữ, rise là động từ. Và chúng ta có một danh từ ở đây, in the east, thì ở đây là the east là danh từ, nhưng in the east lại là trạng ngữ chỉ nơi chốn chứ không phải là tân ngữ. Cả lớp có hiểu ý không ạ? Các bạn không hiểu là có một số bạn cứ nhầm lẫn là cứ từ nào đi sau động từ đều là tân ngữ là không đúng nhé. Từ the sun rises ở đây là động từ thôi, còn in the east là adverb or place, là trạng ngữ chỉ nơi chốn ạ, thấy chưa? Chỉ hướng của chúng ta đấy. Vậy chúng ta sử dụng là the sun rises in the east chứ không phải là rise cái gì lên ạ, thấy chưa? Vậy nhắc lại một lần nữa, raise là ngoại động từ có tân ngữ theo sau, còn rise là không. Vậy nếu muốn nói là hãy tăng lương cho em là please raise my salary, chứ không phải please rise my salary. Đấy chưa? Tăng hoặc là nâng lên, dâng lên. The sun rises in the east. Nó nghĩa là trời, mặt trời mọc ở đằng đông. Mặt trời mọc ở đằng đông. Xong chưa? Ok, rồi đấy ạ. Mình thấy các bạn là đã comment rất là nhanh đúng không ạ? Cố gắng comment xuống nha, lại quên nhá. Đừng có quên. Từ tiếp theo nha, chúng ta sẽ có từ đó là từ go. Go thông thường là đi xa chỗ đang đứng. Đi đâu đấy? Được chưa? Ví dụ go to school. Go to school. Go to hospital. Được chưa? Go to school, go to hospital. Go là đi ra đúng không ạ? Từ đây đi ra kia. Chúng ta đang đứng ở đây, chúng ta nói là go đúng không ạ? Việc go shopping là chúng ta đang muốn nói là tôi đi mua đồ, mua đi chợ, đi shopping ấy. Thì bạn đi từ đây và đi ra shopping mall hoặc go to the market đúng không ạ? Còn nếu các bạn muốn nói từ come thì thông thường cũng là đi, nhưng thường là đến ấy. Come là đến. Ví dụ chúng ta nói là come home. Come home là đi đến gần cái gì đấy đúng không ạ? Come là đi đến, dịch chuyển đến cái chỗ đấy. Ví dụ come home là đến gần. Gần chỗ nào đấy, chỗ đang nhắc tới. Thông thường chúng ta sẽ nói come home. Come to me chẳng hạn đúng không ạ? Come to me. Anh à, có nhớ em không? Nhớ à? Nhớ thì come to me đúng không ạ? Come, chúng ta đến. Đến gần đến cái chỗ mà chúng ta đang nhắc tới. Còn go là đi xa cái chỗ chúng ta đang đứng. Go to school, come home, come to me. Đúng không ạ? Được chưa? Các bạn đã hiểu hai hướng chưa? Go là đi, còn come là đến. Nghĩa thì na ná nhau đúng không ạ? Nhưng thông thường mình sử dụng là nó hơi khác một chút thôi, các bạn để ý mà. Ok, còn gì nữa nhỉ? Rồi, có rất nhiều bạn chịu khó viết ạ. Cô thấy có bạn còn viết như kiểu là viết trong vở luôn, rất là tốt đấy ạ. Chịu khó là khi mà cô đã làm cái phần livestream như thế này rồi thì cô sẽ lưu lại cái bài live này trên nhóm ạ. Các bạn có thể xem lại vào ngày mai hoặc là share về xem lại, hoặc các bạn có thể lên trên kênh YouTube Tiếng Anh Cô Hoàng Bựa để xem lại, vì các admin ý, khi mà cô live xong thì các bạn đã đẩy lên trên kênh YouTube Tiếng Anh Cô Hoàng Bựa rồi. Tức là các bạn chỉ cần lên YouTube có Tiếng Anh Cô Hoàng Bựa là ra nhé, thì các video nó đều ở trên đấy hết. Rồi, thêm cái nữa là nếu bạn nào mà cần các lớp thì các bạn đừng comment vào đây, vì cô thấy có một số bạn vừa hỏi đấy ạ. Các bạn hãy comment, hãy gửi tin nhắn riêng cho cô ạ. Cô thấy có một số bạn đã inbox cho cô rồi đấy. Nếu cần hỏi các lớp hoặc tư vấn các lớp về trình độ của mình, các bạn gửi cho cô nhé. Nào, từ tiếp theo nhé. Chúng ta sẽ có từ đó là từ correct. 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 Ở đây là sửa. Và thông thường sẽ là sửa sai thành đúng. Dùng correct. Còn từ tiếp theo là từ repair. Cũng là sửa. Nhưng cái này là sửa đồ ạ. Cái này là sửa đồ đạc. Đó. Đồ đạc. Repair và correct đều được. Nhưng khi chúng ta nói là ồ, chúng ta không correct cái gì đi trong nhà. Ví dụ nhé, I don't use that. Oh, my father is correcting the tap, the water tap chẳng hạn. Cô đang nói từ water tap là vòi nước. Ví dụ my father is correcting the water tap là không có được đúng không ạ? Bố tôi đang sửa vòi nước thì chúng ta phải là my father is repairing. My father is repairing the water tap. Được chưa? Repairing the water tap. À, bố tôi đang sửa vòi nước. Những câu này thì nghe có vẻ là hợp lý, nhưng mà rất nhiều người khi mà dùng là toàn dùng loạn hết cả lên, nên các bạn cần nhớ những từ này và không cần nhắc lại nữa nhé. Từ đầu tiên là correct và từ hai là the repair. Đầu tiên là correct, đều là động từ nhá. Correct là sửa sai thành đúng. Ví dụ như là this sentence is wrong, please correct it. Là cái câu này sai rồi, please correct it là hãy sửa nó đi. Đúng không ạ? Hoặc this report is grammarly wrong,
This report is grammarly wrong. Cô sử dụng từ grammarly wrong, có nghĩa là cái bài báo cáo này sai chính à, sai ngữ pháp rồi. This report is grammarly wrong. This report is grammarly wrong. Please correct it. Là cái bài này á, nó sai về ngữ pháp rồi, hãy sửa lại đi. Chứ không là please repair it, đúng không ạ? Repair dùng cho đồ thôi, thấy chưa? Xong nha các bạn. Tiếp tục chúng ta có một từ nữa là từ refuse. Refuse mang nghĩa là từ chối, không nhận, chối cãi mới đúng ạ. Refuse là từ chối đấy, từ chối, không nhận. Còn deny cũng là từ chối nhưng hiểu là phủ nhận điều gì. Nghĩa là rất là giống nhau đúng không ạ? Refuse là từ chối cái gì đấy. Còn deny là phủ nhận điều gì. Từ chối không nhận. Và thông thường là việc này chưa làm nhá. Còn deny là việc đã làm rồi, việc xảy ra rồi. Đó, hai cái nó khác biệt với nhau như thế đấy ạ. Refuse là từ chối không nhận việc gì, còn deny là phủ nhận điều gì. Phủ nhận điều gì. Refuse việc chưa làm đúng không ạ? Ví dụ he refused. He refused to meet me after work. He refused to meet me after work. Là anh ta từ chối là không gặp tôi sau giờ học và giờ làm, đúng chưa? Như vậy mình có thể sử dụng câu he denied stealing money. He denied stealing money. Mà nghĩa là anh ta phủ nhận việc đã ăn cắp tiền. Đấy chưa? Các bạn để ý cho cô sau refuse là to verb, là việc chưa làm nha. Còn cái này là stealing là verb ing nha. Khác nhau đấy nha. Refuse cũng to verb. Cái này phải nhắc, không lại quên. Còn deny thì cũng verb ing. Đấy chưa? Đừng nhầm nha. Nhiều người khi dùng chẳng biết là verb ing hay to verb, cứ làm linh tinh là các bạn sẽ sai đấy ạ. Nào cô nhắc lại một lần nữa. To refuse là từ chối không nhận việc gì, việc này là chưa làm. Ví dụ như là anh ta chưa gặp tôi đúng không ạ? Tôi hẹn anh ta nhưng mà anh ta nói là tôi không thích gặp, anh từ chối. Anh sử dụng là he refused to verb. Còn nếu như mà cái việc là tiền thì đã mất rồi, nghi ngờ là hắn ta làm rồi, thì bây giờ chúng ta lại he denied stealing money. He denied cheating on the exam. Cheating on exam. Cheating on the exam. Vậy những cái việc như là mất tiền này, hoặc cái việc mà nó đã làm người là cheating on exam, hiểu là coi có bài ạ, thì cái việc nó phải xảy ra rồi chúng ta mới biết chứ đúng không ạ? Nếu mà nó chưa xảy ra thì làm sao chúng ta biết là nó coi có bài, đúng không? Vậy nhắc lại một lần nữa này. Refuse đi với lại to infinitive and deny with plus with the gerund đi cùng với lại verb ing. Nên các bạn nhớ cho cô refuse là việc chúng ta chưa làm, còn deny là phủ nhận việc đã làm rồi. Ok nhá. Để cho mọi người ơi. Rồi ạ, vậy hôm nay cô Hoàng sẽ kết thúc ở phần này ở đây. Toàn bộ phần này thì cô vừa mới nói với các bạn một số lỗi mà chúng ta thấy gặp rất nhiều trong giao tiếp tiếng Anh. Các bạn nhớ là khi mà học với cô thì comment xuống dưới nhá, để biết là cái từ đấy chúng ta viết đúng hay sai, và cái từ đấy chúng ta viết như thế đã có nhớ được hay không. Học xong một bài thì nhớ là comment xuống dưới. Nếu cần tư vấn các lớp về học online của cô Hoàng, các bạn cứ inbox cho cô nha. Thế thôi, that's all for today. I haven't shown you some of the commonly misused words in English so that you can avoid these mistakes when you want to say something in English. Okay? So that's all for today. I hope that I can meet you guys in the next video. Bye bye. See you. Chào các bạn nha.